Nó có một cái gì vậy? Con gì nó đứng sau bình phong kìa? Ôi ôi, Teddy ơi, cẩn thận em ướp. Chào các bạn, mình là Zuzun Zuzi và chào mừng các bạn đã đến với Daydream Forgotten Sorrow. Dịch nôm na có nghĩa là một cái giấc mơ quên đi muộn sầu. Ok, đây là một con game mới vừa ra mắt ở trên Steam và mình thấy nó có một cái vibe rất là giống với Little Nightmares. Nhưng mà có vẻ cái màu sắc thì nó tươi sáng hơn các bạn. Và ở trong tựa game này chúng ta sẽ đồng hành cùng một cái con gấu bông. Hy vọng là cái game này nó sẽ có một cái kết viên mãn hơn, một cái kết đẹp hơn Little Nightmares. Trong Little Nightmares thì mình thấy nó luôn luôn có những cái cú switch và rất là nghiệt ngã. Hy vọng là con game này nó sẽ tốt đẹp hơn. Ok, hãy cùng mình chơi thử từ game này đi ha. Let's go. Cái game này nó có cái màu khá là dễ thương. Cái nhân vật của nó build cũng dễ thương, giống như là game con nít gì đó các bạn. Hy vọng là nó không phải là một tựa game đắt. Gì đây? Ở đây, cậu bé nhân vật chính của chúng ta, Man. Đây chính là Man. Teddy, cứu tôi. À đây. Ê, dễ thương vậy. Oh my god, mình phải chạy thôi. Oh shit. Ok. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mới vô mà gắt vậy. Mới vô mà sao nó hơi bị gắt à. Đóng cửa, đóng cửa. Ok. Khôn lắm con. Trời, con gấu này đâu ra mà khôn quá vậy. Ok, đó là một cái bàn tay đầy nhớt các bạn. Đi theo con Teddy. Đi đâu đây cậu ơi? Vẫn chưa hiểu nha. Mới vô mà nó làm thằng này ngồi mình lên xong rồi tự nhiên. Mình có thể mình có thể bế con Teddy xong rồi quăng nó. Bây giờ sao? Ow. Rồi đi thôi. Mình tưởng đâu là con Teddy nó sẽ kéo mình lên chứ. Sao game nó hơi bị giật giật, lắc lắc kiểu gì vậy? Mẹ, giống Little Nightmare quá ta. Kiểu như Little Nightmare nó là một cái bước đệm cho những con game 3D màn hình ngang sau này luôn các bạn. Nó giống như là, nó là một cái chuẩn mực của những con game sau này luôn ấy. Little Nightmare từ sau khi mà nó ra mắt thì mấy con game sau này làm tựa tựa vậy. Đâu, mình phải quăng con Teddy lên. Quăng nó lên trước rồi mình mới đi theo sau đúng không? rồi. Sorry nha. Xém nữa quên bạn của mình. Không hiểu vì sao con Teddy này nó có thể đi được như người. No. Ok, có một cái bánh đúng không? Rồi. Cái bánh này mình không ăn được. Có vẻ cái con đó nó vẫn còn chi đuổi mình các bạn. Wait, what? Một cái nón. Chỉ vậy thôi á. Là sao? Ok, gỡ xuống một cái phòng. Một căn phòng đầy sao. Ở bên đây tối quá vậy.
Không được, mình phải có cái đèn gì không? Có đèn pin không? Có thể lấy cái đèn này được không? Ở đây nó có một cái đường ray. Nó có một cái ổ cắm cơ mà. Cắm điện vô đây. Ok. Ở đây nó có một cái đường. Nó có một cái đường ray bị đứt ở đây. Mình sẽ nhặt cái này lên. Nhặt cái này lên, gắn vô cái chỗ này. Ok. Rồi đó. Đây rồi. Rồi sao test đi. Ui. Ok, ok. Bây giờ. Ủa. Ê, chở tao đi. Tới đây thôi á. Đây mình sẽ đẩy cái này. Rồi. Đẩy tao qua. Ủa sao mình gớt xuống hoài vậy? Nó xuống lỗ rồi mày. Ok. Đẩy cái cửa này. Wow. Đồ họa dễ thương phết luôn ấy. Mình để ý nha, mình để ý mà chỗ nào mà nó có một cái miếng vải đỏ là mình sẽ ném con teddy lên trên đó. Thường á, giống như là nó có cái tiếng gì á. Đây, ném nó lên trên đó. Rồi. Bây giờ nó sẽ giúp mình đúng không? Giờ ok. Mình có thể hiểu rồi các bạn. Điều khiển cho nó tương tác với mấy cái đồ này để giúp mình đi lên. Cũng hơi hấp não xíu nhưng mà ok, tôi đã nắm được rồi. Phòng của ai đây? Nó có một cái gì vậy? Con gì nó đứng sau bình phong kìa. Ôi. Teddy ơi, cẩn thận em ướp. Ủa sao mở ra không? Không có ai chứ gì? Sao trên tường nó có một cái hình con bướm phát sáng kìa. Kìa. Đâu? Leo như thế này nè. Mình có thể leo sàn ngang. Má sao con Teddy nó đi nhanh quá vậy? Nó bỏ tôi luôn chứ. Ok. Mình phải đẩy mấy cái này gớt xuống. Ok. Rồi. Đi tiếp. Oh my god. Má xíu nữa. Nát bấy. Giờ. Mình leo cái này. Chứ phóng xuống là chết ngắt đi. Rồi Teddy của mình đâu rồi? Một cái bồn tắm à. Ok. Qua đây. Đi ngay cái khí đó là sẽ chết các bạn. Đây, trên đây nó có cái hùng nữa. Ok. Đẩy cái hùng này ra. Đây rồi, nó có một cái van. Kéo cái van này để tắt cái khí đó các bạn. Rồi xong. Mình đẩy cái này xuống luôn. Ok. Rồi đi thôi. Rồi, qua đây. Game này nó đi tới mấy cái chỗ mà checkpoint là nó sẽ giật một cái. Lại là cái tay đó các bạn. Run. Chạy đi con. Nó. Nhân vật vô chi vậy. Chạy đi. Tại sao con Teddy của mình á? Sao con Teddy nó chậm chạp ấy nhờ? Mà sao nó không bị bắt? Không hiểu. Hình như mình ra khỏi cái nhà rồi đúng không? Rồi đi qua bên đây. Như một cái thành gì á. Bên đây nó có một cái van nè.
Kéo cái fan ra. Đây, rồi. Chui qua. Chui kiểu chậm gãi vậy. Rồi. Nó qua đường bên kia. Còn mình thì sao? À đây nó có một cái. Cái này cái gì? Cái cầu các bạn. À rồi. Vậy là mình phải nhanh mới được. Mình phải nhanh mới được. Ok, 1, 2, 3. Nào. Ok. Rồi, bay qua bên kia luôn đúng không? Ow. Ui. What? Mẹ. Mình tưởng mình bay qua được rồi chứ. Vẫn rớt xuống à. Rồi bây giờ. Khoan, bây giờ mình phải tiếp tục. Cái này mình không bay qua bên kia tiếp được đâu. Tại vì nó có nước cho nên là trơn lắm. Bây giờ mình sẽ điều khiển con Teddy hết xem. Coi coi nó làm gì. À, nó kéo tiếp cái công tắc. À đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Rồi, hay lắm. Ok, bên đây nó có cái gì đây? Một cái cần kéo. À, xếp sao cho đúng cái hình. Hình như bị hiếu một cái. Một cái đồ quay bên đây đúng không? Bị hiếu một cái. Chỉ quay được một cái này. À, kìa. Mình sẽ ra lệnh cho con Teddy đi lấy cái đó. Khoan. Mình ra lệnh cho con Teddy. Nó sẽ xoay cái này. Rồi. Rồi nó xoay cái đó, còn mình thì mình lấy cái đồ này. Đây. Lên bằng cái chân này. Rồi. Rồi, được rồi, tích đi. Giờ mình sẽ gắn cái cục này qua bên đây. Rồi. Ổn. Tiếp tục kéo. Xoay cho cái mặt bảo quay qua. Rồi, được rồi. Nó có một cái mặt thất ở chổng. Rồi, chui xuống đây. Let's go. Ok, qua màn. À, cái đó là cái cống mà. Ơi, ở dưới là cái gì kìa? Mình đang ở trên trời rồi các bạn. Nguyên một cái kính gọi xuống dưới kìa. Mình đang ở trên cao. Nó có một cái cầu hang. Thế mình phải kéo cái cầu hang này ra. Ui, có cái con gì nó bơi qua ở dưới kìa. Ôi, tích đi. Nó nứt. Ôi, cái kính nó bị. No. Mình phải giữ cái này rồi. Giờ sao? Bây giờ mình sẽ kéo. Rồi, ok, chốt lại rồi. Rồi nó sẽ dính cứng ở đó. Nhưng mà cái mặt kính này sao tự nhiên nó bị nứt ra, nhìn sợ phải, không dám đi vô trong đó luôn á. Được rồi Teddy ơi, mày đừng có đi vô đó, nó bể một phát mày gớt xuống dưới là mày nát bét đó. Rồi nè. Ok. Ý. Khoan, nó có một cái vết nứt ở đó nhưng mà đi qua đó là chết đấy. Ui. Ok. Mình quăng nó qua kia để nó mở cửa cho mình, chứ mình bay không tới. Rồi, mở cửa. Open the door. Nhanh lên. Ok. Trời má, mình cứ tưởng đâu là nó không biết mở cửa. Chắc tao chết. Chắc tao hô với mày luôn đó gấu. Ôi sao nó cứ, cái màn hình nó cứ có mấy cái vạch sáng, mấy cái vạch trắng nó sẹt sẹt ngang hoài, các bạn thấy không? Khó chịu quá nha. Đẹp hết. Nguyên một cái view. Ok. Lên đây ngắm biển à. Yeah. Các bạn nhìn cái đôi giớ của con nhóc kìa. Mang chiếc này chiếc kia, mỗi chân một hình. Một bên sọc, một bên chấm bi. Xịn.
vậy là mình cần phải hướng tới cái ngọn hải đăng đằng kia các bạn. Mặc dù hai tụi nó không có nói gì hết, nhưng mà mình ngầm hiểu là nó muốn tới cái ngọn hải đăng đằng đó. Thấy tôi ghê không? Giờ sao? Ok, tôi chết, nó không chết. Tại vì nó bám trên đầu tôi mà các bạn. Lại. Giờ phải bay sao cho khéo xíu. Thôi chết ngắt. Rồi đó. Rồi. Có sao không? Sao không bám chắc vô? Rồi chui vô cái lỗ. Ồ. Chuyển cảnh nè. Ồ. Ồ. Khoan, bay qua cây cầu cái. Rồi. À bên ôi. Các bạn. Trời má, tôi vừa nhìn thấy con Teddy nó rớt xuống dưới, xong rồi tự nhiên nó từ trên trời nó rớt xuống cái chỗ này lại. Má. Ảo game. Mẹ sao con Teddy nó chạy nhanh thế nhỉ? Ô, mày à, xém nữa tôi chết. Xém nữa tôi đi. Ôi. Má hết hồn má. Muốn đứng tim à. Wow. Ôi được rồi. Có một con chuồn chuồn các bạn. Cái con chuồn chuồn này hồi nãy đầu game vô là gặp nó rồi. À chắc là trên đường đi mình sẽ giải phóng cho mấy con chuồn chuồn đúng không ta? Có vẻ vậy. Chỗ này giống như là một... Ui cái chỗ này giống cái chỗ hồi nãy. Ê, nó có một cái tượng gì vậy ta? Một cái tượng khổng lồ. Con này dám chừng một hồi nó cử động một phát nó chém mình chắc chết. Cái con đó tôi nghi là một hồi là không biết sao có cảm giác nó sẽ hức tỉnh và nó dí mình. Sau đây nó có cái lỗ đây. Ui. Ủa. À đù, con Teddy của mình nó chui vô trong cái lỗ rồi. Rồi nó đâu? Wait what? Cái lỗ này là cái lỗ dành cho con Teddy các bạn. Nhảy lên trên. À đây. Phải xuống đây. Rồi leo lên đây. Rồi leo lên đây. Ôi, ôi. Trời ơi. Lại. Nè. Ok. Trời ơi, các bạn thấy nó làm cái tấm ván gỗ có chút xíu rồi sao đi. Trời ơi. Nó làm mà muốn nhỏ hơn cái chân của con bé luôn mà không hiểu sao. Không hiểu sao vẫn là đi được ạ. À. Ồ. Rồi, có biến rồi. Cái gì vậy? Tết đi. Con gấu của mình đâu rồi? Ê. Nó bị lún. Ồ. Chút xíu nữa là dẹp lép. Ôi. Ôi. Oh no. Ôi ơi, sao kia? Sao mấy cái miếng gạch nó rớt xuống ảo vậy? Ồ, cái khúc đó mình phải... Cái khúc đó phải nhìn kỹ xíu coi chạy đường nào không mới được trời. Sao đi ngay cái chỗ nào nó cũng rớt xuống hết vậy? Ồ, à, rồi. Rồi, được rồi. Yes. Mày đấy. Ủa? Tự nhiên mày lụm mấy cái mảnh vỡ đó lại, mày nghĩa làm gì? Mày nghĩ sao mà nguyên một cái công trình đồ sộ tự nhiên muốn sập là sập rồi các bạn. Sập ngay cái lúc mà thằng nhóc này nó đi ngang qua luôn chứ. À, rồi con Teddy của mình đâu? Không biết luôn.
Chết đi. Ui. Trời ơi, các bạn thấy hồi nãy tôi nói đéo có sai, đéo có sai luôn. Cái con này nó sẽ thức tỉnh nè. Rồi. Con boss đầu tiên, let's go. Bây giờ chạy qua đây, chạy qua đây. À rồi, mày không thấy tao đâu. Mày không thấy tao đâu. Ui. Trời. Nó bóc từng cái, nó dở ra. Đừng có bóc cái này ra nha. À được rồi, đi qua đó. Holy shit. Không được. Ok. Nắp ngay đây, xong rồi tiếp tục chạy qua bên cái tượng bên kia nhé. Đừng có chụp cái tượng của em anh ạ. Rồi. Trời. Đừng. À rồi, chụp cái đó đi. Ngu này. Hả? Mẹ sao nó lia nhanh quá vậy? Rồi xong. Làm sụp cái đường của mình luôn rồi. À đâu, nhưng mà nó có cái dây. Nó phải đu cái dây. Rồi má cái pha đu cái dây ảo quá vậy. Ảo vậy. Rồi được rồi. Rồi. Ui, con teddy của mình. Ủa, rồi con. Cho con quỷ này. Con quỷ teddy này nó đúng ảo luôn các bạn. Một hồi thì nó mất tích, một hồi thì nó xuất hiện trở lại. Éo hiểu nãy giờ mày đi đâu. Nãy giờ tao suýt chết biết nhiêu lần mày biết không. Mình có thể đảo ngược lại được không? Không, không cần đâu. Đi tiếp. Cái tạo hình của thằng nhân vật chính nó hơi bị trẻ trâu kiểu gì các bạn thấy không? Đeo mắt kính tròn rồi còn đội một cái nón hình một cái con gì đó, con gấu bông gì đó. Trẻ trâu vậy. Không có được ngầu cho lắm. Ok, chơi tạm, dù sao cũng không có game gì là mình hứng thú. Gì đây? Cái văn phòng. Hú. Có ai đây không? Eo. Coi chừng cái bàn tay đó nữa đấy. Phải không? Ở đó. Má nó lên cái tiếng mà tôi tưởng đâu mình sắp sửa bị con gì nó dí nữa chứ. Nếu mà kéo cái đầu con bên này thì cái tủ nó sẽ giật vô. Hình như mình thấy cái chỗ này nó còn hiếu một cái đầu đúng không ta? Sau đây nó không có cái đầu con gì hết vậy? Mình chạy ngược ra ngoài đây để xem có cái gì không? À đây! Đây nó có một cái... Có một cái đầu cái con này nè. Ok, mình giải thoát. Mình giải phóng được cho một con chuồn chuồn nữa. Bây giờ mình sẽ đẩy cái này. Mình lấy cái đầu đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái... Đây, mình sẽ lấy cái đầu này. Mình gắn vô trong cái chỗ kia. Một cái đầu của một con nai bé tí. Đó. Rồi, thử kéo xem. Chả có gì. Rồi. Mình sẽ... Rồi, vậy là mình sẽ là người nắm cái con này. Đây. Còn con Teddy nó sẽ nắm cái con bên... Bên đây. Tại vì cái con bên đây mình sẽ buông ra được. Đây, con này buông ra được nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi kéo cái con sừng bự phía bên này. À, rồi. Được 3 ngăn rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cho con Teddy tiếp tục kéo cái con bên này. Rồi đúng rồi đó. Chính xác rồi đó.
Yes. Rồi. Cái mặt thất đã được mở ra, y chang như mấy cái phim Trung Quốc gì đó các bạn. Ở trong hư viện là, ở trong hư phòng là lúc nào cũng có một cái mặt thất. Có cái két sắt luôn chưa. Cái này chỉ là công cụ để mình bay lên trên này thôi. Let's go. Oh, tiếp tục. Qua màn. Mở cửa. Một cái nhà giữa sông rồi. Nằm lầy. Mình từ ở trong cái nhà này mình đi ra. Rồi. Không biết trong game này mình có thể bơi được không? Cảnh đẹp quá ha. Nhìn mấy cái lá kìa. Nhìn con Teddy nó đang bắt con bướm. Gãy đúng không? À, làm cho cái cây này gãy xuống đúng không? Rồi. Có đồ để mình bay lên. Nhìn màu sắc nó y chang như là cổ tích gì đó các bạn. Mày trượt xuống đâu rồi đấy? Ở đây nó có mấy cái cây phát sáng, không biết là có độc không nè. Ow. Con nhện à. Con nhện đúng không ta? Hôi xong nó hái mình rồi. Rồi. Chuẩn bị cho cái chết đi hai tụi bay. Chạy sắp mặt. Đơm đớm đang bị hu hút bởi cái đẹp. Không biết chuyện gì, không biết nguy hiểm đang cận kề. Nó đang bò lại đúng không? Cái con gì ấy nhờ? Chắc là con nhện các bạn. Tại vì chỗ này mình thấy tơ nhện không kìa. Đây, mấy con nhện baby của nó. Rồi xong, nó bắt con gấu của mình. Nó bắt con gấu. Teddy. No way. Rồi xong rồi. Lo ngắm cảnh. Này thì cái tật lo ngắm cảnh à. Ui. Ở đây nó có một cái trứng hộp vịt lộn mà. Nó có một cái trứng gì màu đỏ đỏ đây. Ôi mình phải chạy thôi. Mấy con nhện nó đang dí mình. Mấy con nhện baby nó đang dí mình. Ở đây có lửa nè. À chắc có vẻ là nó không dám lại gần lửa các bạn. Đây. Nó không dám lại. Mày dám lại không? Ui ui trời. Ôi nó bắn tơ các bạn, nó bắn tơ. À, khi mà mình lại gần mấy cái đốm lửa thì nó sẽ rửa sạch mấy cái tơ cho mình. Ở đây nó có một cái búp. Một cái búp này là sao? Nhấn cái này để tương tác. À. Ô. Cái gì á? À. Cái bông này nó sẽ phát ra những cái mấy cái phấn phát sáng đó. Mấy cái phấn phát sáng đó nó sẽ đuổi mấy con nhện đi. À rồi. Cảm ơn nha. Oh my god. Hên quá. Ui con Teddy ow, Teddy. Trời ơi. Nắm nó ra. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đuốc. Mình đốt mấy cái tơ này. À rồi. À mình đốt mấy cái tơ. Xong rồi mấy quỷ nhện này. Mấy quỷ nhện này dám lại gần lửa không? Cút. Shit. Shit. Lùa gà nó hết rồi. Lùa gà. Shit. Sao đây? À đốt cái tơ đằng này các bạn. Rồi đi. Sao vậy? Ở đâu? Ok, lên đây. Ôi. Ui.
Oh my god, mấy con quỷ nhện nó nắm cái cục gì nó kéo qua bên kia rồi. Mình đi ngay cái chỗ đó gió cho nên là nó tắt cái đuốc của mình. Giờ có ba con quỷ yêu tinh nhện nhện nó đứng ở chỗ rồi sao mình đi đây. Oh. À, đẩy cái khúc gỗ này. Trời má ảo vậy, tự nhiên đẩy cái khúc gỗ này vô trong cái đống lửa, tự nhiên cái đó nó đốt luôn. Ui. Trời má, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên đẩy khúc gỗ này là cái đống lửa, xong rồi mấy cái tơ nhện đằng này nó bị đốt cháy hết. Xong rồi tự nhiên có một khúc gỗ khác từ trên nó giáng xuống. Chết ba con quỷ này luôn. Ok. Trời, đến ông trời cũng giúp mình. Đi thôi. Ui. Cái gì á? Ô. Ôi, con nhện bự nó chạy ra các bạn ơi. Mình quên mất, có một con nhện bự nó đang nghía mình. Oh no. Ê, con nhện bự. Chạy thôi. Chạy thôi. Con nhện bự. Đây 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 đây. Cầm cái đuốc, cầm cái đuốc. Chạy, con gấu. Bét đi. Ủa tại sao? Thôi chạy thôi, chạy thôi. Ê. Nào. Bay quá. Ô, lấy cái đuốc, lấy cái đuốc, lấy cái đuốc, lấy cái đuốc. Ui, tách đi. Ok, cứu tách đi. Chạy thôi. Có cái đuốc rồi là không sợ gì nữa hết trơn á. Ui. Ui. Này không đi được. Ok 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 ok. Ê, cút. Cút cút cút. Ây, tắt đi, tắt đi. Cút tắt đi. Ôi. Ok. Má ảo không? Các bạn thấy ảo không? Từ đầu game tới giờ, miễn mà từ trên cao mình gớt xuống là mình sẽ chết. Còn tự nhiên mình gớt từ trên đó, mình gớt xuống cái vực này mà mình không chết. À, game nó làm nhiều cái logic tôi không hiểu. Ui, ở đây sao nó có mấy cái trứng gì đây? Trứng nhìn nhện hả? Ú. À đù, trứng nhìn nhện các bạn à. Nè 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 nè. Đấy. Eo. Trời má mình. Tôi chơi ngu nữa. No má, mình chơi ngu quá các bạn. Đụng vô trong cái trứng đó là nó sẽ bung ra. Mấy con nhện baby nó sẽ ăn thịt mình chết. Đi sao cho đừng có đụng mấy cái trứng. Làm ơn. Đi nhanh đi nhanh. Nó nở một phát là tao mày chết ngắt. Xuống đây. Từ 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 từ. Đừng có đụng mấy cái trứng nha. Quỷ tách đi nè. Eo. 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 Ơi. À, lộn đường, lộn đường à. Eo, nhanh lên, tít 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 tít. Mẹ mình lỡ đụng một cái trứng. Rồi 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 rồi, bao qua đây luôn. Ok ok. Chui qua đây nè. Bên đây nó có một con nhện nữa. À đây, trời ơi. Nguy hiểm quá vậy. Trời ơi, mấy ba này nguy hiểm vậy. Đi cẩn thận dần. Nào, đừng để đụng mấy cái trứng nha. Lên, 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 lên. Đi. Mấy sao ở dưới trứng không vậy? Áo. Ê, ê. Rồi, nhảy lên đây nè. Trời, tự nhiên. Tự nhiên nó lên tiếng nhạc là mình hết hồn. Rồi, thoát khỏi được cái tổ nhện của tụi nó. Đâu, đâu, đâu. Đi bên này, đi bên này. Ôi. Oh my god. Trời ơi, nó có cái bẫy nữa. Con quỷ xeo sắc này. Mình nghĩ mình có thể dụ con nhện này đi qua cái bẫy không ta? Đi. Cút qua cái bẫy cho tao. Đây, mình dụ nó đi chạy qua cái bẫy luôn.
Đây 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 đây. Dụ nó chạy qua đó. Ok. Rồi nha, gậy ông đập lưng ông nha. Tự mình hại mình. Rồi đập nhện mà còn đập bẫy nữa. Ở đây nó cũng có một cái tơ trắng trắng, không biết có không. À rồi, đi tiếp. May quá cái đó nó không có, nó không có gì hết, không sao. Ý đây có cái đèn nè, mình có thể lấy cái đèn này được không? À đây, đằng này nó có cái đuốc nè. Ngon. Ồ. Trời ơi, sao mà bẫy khắp nơi trời. Trời ơi, tính đi lại đó lấy cái đuốc gốt cuộc cũng dính bẫy à. Đâu có dễ ăn tới vậy, mình tưởng đâu là dễ lắm. Nó cứ đi vòng vòng chỗ này à. Rồi. Nó qua bên đây rồi. Rồi, đi qua bên kia luôn. Đi qua bên kia luôn. Không được trở về chỗ kia. Mày cứ chu cái đít ra mày bắt tao à. Rồi, qua bên này. Trời má, lùa nó qua cũng khó khăn vậy. Kẻ chết thai. Rồi, qua đây. Ô, ấy lại là con quỷ nhện bự này nữa. Tránh ra. Ê, tách đi. Đi ơi, nhanh lên, mày đừng để nó bắt nữa. Nào. Ui. Rồi. Nó cứ bắt con Teddy của mình hoài luôn. Mở cửa. Nhấn. Ok. Vô đây con. Teddy. Gì ghê vậy? Nhanh luôn. Ôi xong. À đâu, con Teddy vô rồi các bạn. Ủa sao? Tự nhiên nó là con nhện mà tại sao nó lại biến thành mấy cục sình? Nó biến thành nguyên cái dũng sình luôn các bạn. Éo hiểu. Để nó bật cái công tắc đi. Rồi. Eo. Cái ow. What the. Adu. Qua đây. Ui, con tích đi của mình không biết chạy kịp không nữa. Ôi, nó chạy ở trên, các bạn. Được, tốt lắm. Kịp không? Rồi nè. Đây rồi. Qua đây. À, nó hết đuổi kịp mình rồi. Ok, được rồi. Trời mẹ. Không hiểu sao nhện mà biến thành nguyên cái dũng sình thúi. Tính gì mình chết à. Nhanh lên. À, nó là cái bàn tay các bạn. Nó là cái bàn tay đầu game. Rồi xong, có vẻ là hết rồi. Cảm ơn nha. Teddy nó cứu mình.
Rồi, phải qua đây. Ở đây có một cái ở đây có một cái hùng con nhện. Mình có thể đẩy cái hùng này để mình đẩy cái gói này xuống. Ow. Ok, cái hùng này mình sẽ cho nó lết qua bên đây. Rồi. Dính cứng ngắc nha. Rồi bây giờ tiếp tục cho nó ấn bên bên kia thử xem. Rồi. Má con nhện ngu si. Bị nhốt ở trong lòng mà không hiểu sao còn cà lết. Cà nhín bắt tôi mới chịu à. Ồ, đừng nói bên đây còn quỷ nhện nữa nha. Sợ nó lắm rồi đây. Nữa, lại là mấy quỷ nhện này nữa. Thả mấy con quỷ này. Rồi. Dạ, thoát khỏi động nhện rồi đấy. Rít. Dài vậy. Gì đây? Mờ mắt luôn. À, cái tầm nhìn. Ok, bay xuống được đây rồi. Chắc nó không heo được đâu. Bự quá, chui qua không nổi. À, vậy là thoát khỏi được cái động nhện rồi các bạn. Wow. Tự nhiên đi qua bên đây cái nó lên tiếng nhạc yên bình quá nhỉ. Có mấy cái cỏ xay gió với mấy cái hoa tulip giống Hà Lan vậy, giống như cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan. Hồi nhỏ, nói chung là hồi nhỏ tới giờ mình từng có mong muốn là sẽ được đi du lịch ở Hà Lan các bạn. Mình rất là thích, không hiểu sao mình thích cái cánh đồng hoa tulip với lại mấy cái cỏ xay gió. Mình muốn một lần tận mắt chứng kiến cái cảnh đó ở bên Hà Lan, nhưng mà vẫn chưa có đi được. Đâu phải nói đi là đi, đâu phải nói đi nước ngoài là dễ đâu. Tiền đâu mà đi. Khóc. Vô một cái nhà kho. Ý, có chiếc xe đạp dễ thương quá vậy. À, mình có thể chạy chiếc xe đạp này không? Có thể chạy chiếc xe đạp này không? Không. Chắc là chiếc xe này làm kiển thôi. Ok. Vô đây. À. À đây rồi, đây rồi, đây. Trời má, mình dắt cái chiếc xe đạp được. À đây. Để cái chiếc xe đạp ở đây. Rồi. Hãy cái thang xuống cho tao. Rồi. Yeah. Ủa. Rồi xong. Rớt xuống nữa rồi. Kéo cái rồng rọc này ra. Rồi chạy lên trên đây. Ủa cái gì sao mà nó hách não quá ta. Ok, test đi lên đây. Rồi, mỗi đứa giữ một bên. YOLO. Yeah. Ui. Ôi má, có khi nào mình chạy chiếc xe đạp này không các bạn? Tại vì thấy ở trong một số cái hình ảnh của game này là mình thấy có cảnh chạy xe đạp nha. Qua bên kia lại đúng không? Làm sao để đi qua bên kia? À, mình nắm cái vòng này. Mình có thể nắm cái vòng. Khoan. À. rồi. Qua đây được rồi. À, lên trên đây. Mình nghĩ là mình sẽ được chạy cái chiếc xe đạp đó. Mình nhớ cái khúc. Mình có coi một cái đoạn ở trong trailer hay là ở trong mấy cái tấm hình ở trên Steam là mình được chạy xe đạp mà. Có vẻ vậy.
Rồi dắt xe đạp ra đây. Ảo quá vậy. À, nhìn mặt thằng bé nó u sầu vậy. Tàu lượn siêu tốc. Oh my god. Có lẽ nào. What the fuck? Man. Má đã vậy. Trời má, nó có cái dù bung ra luôn chứ. Mình đi xe đạp bay các bạn. Nhắn spy. Ok, bây giờ mình sẽ Trời. Quay nó làm mình nhớ lại cái game con chim hồi xưa các bạn. Cái con game Flop. Ôi. Nó làm mình nhớ tới cái game Flappy Bird á. Các bạn nhớ cái game đó không? Cái game con chim đen bay bay. Quay nè. Mình nhủi xuống. Ok. Trời ơi. Nhủi xuống. Rồi bay lên. Bay lên. Trời ơi, thú vị vậy. Flappy Bird đây. Hồi sinh con game này. Bắt chước cái game đó hay gì. Ủa sao nó bay khó quá vậy. Ôi bay lên trời là bay lên trời. Ý. À đúng rồi, bay. Bay cao quá là nó sẽ bị gió giật các bạn. Bay cao quá bị gió giật chết. Bay hấp hấp thôi. Trời ơi, xịn quá Teddy ơi. Đã quá Pepsi ơi. Điều khiển khó quá. Các bạn có thể tưởng tượng hồi xưa mà chơi GTA mà Vice City á các bạn. Cái nhiệm vụ mà lái máy bay á, cái này nó cũng tương tự vậy. Nó cũng khó tương tự vậy. Ôi bay lên trên. Con ơi, rồi, mình bay đi đâu đây? What? Bay xuống. À, cái này nó chơi khó quá các bạn ơi. Cái này nó ức chế thật sự. May là bay qua được cái checkpoint đó rồi đó. Ôi chơi lại phút nãy. Ý, trời ơi, lại còn thế nữa chứ. Trời ơi, lại còn có nước nữa chứ. Trời ơi, làm khó tao. Vừa phải thôi. Trời ơi. Ok. Rồi, ngon lành. Tới được thêm một cái Ui. Trời ơi, phi công này hơi bị đẳng cấp ạ. Bay là dưới này thôi. Ở đây nó có cái đây. À. Ok. Vượt qua cái tai của nó rồi. Sau đó nó có cái tai đá đưa lên. Trời ơi. Ok bây giờ. Bây giờ tôi bay vô hang động luôn rồi nè mấy shop. Ow. Trời ơi nó khó cực kỳ luôn. Điều khiển cái này khó quá. Khó thật sự ạ. À. Áp lực thực sự. À, trời khúc này áp lực lắm luôn ấy. Đây. Áp xuống. Oh. Ok. Làm ơn. Mơ đừng chết nữa. Ok, được cái set point ngay khúc này nữa. Rồi. Được. Áp
lùm vãi lề luôn ấy. Trời ơi, cái này sao mà đi. Trời ơi, lọt khe mấy ba, lọt khe. Không lọt khe nổi. Khúc này gắt quá. Ok, được rồi nè. Được rồi. Oh yes. Ra khỏi cái hang động chết tiệt. Ồ, oh, cái tai đó nó lại dí mình nữa. Ý. Ôi. Thôi xong, banh cái cánh của mình rồi. Rồi, muốn sập xuống ở đây. Yeah. Cuối cùng. Đừng có bắt tôi chạy xe nữa. Cái này không phải là chạy xe đạp mà là lái máy bay các bạn ơi. Đừng bắt tôi lái máy bay nữa, trời ơi. Khó lái muốn chết luôn á. Nhưng mà cái khúc này hay thiệt các bạn. Cái khúc này mới đúng là thử thách nè. Rồi xong, gãy hết mẹ cái cánh luôn rồi. Đáp xuống đường rồi đấy. Kiếm chỗ đáp đi. Ui ôi, nó bay kìa. Rồi đáp xuống dưới. Ok. Rồi xong. Cũng coi như là hạ cánh thành công rồi. Ủa, mình đâu? Chỉ có con Teddy của mình. À, mình bị mắc trên đọt cây đúng không? Gớt xuống. Ui. Ôi nó. Ai đây? Ôi. Cứu tôi. Hello. Đây là con người giống mình đúng không? Mình ơi, nếu như mà mình không nhầm thì quay, nếu mà mình không nhầm thì con nhỏ đó là con gái. Nếu mà mình không nhầm thì đó là con gái đúng không? Nó bắt Teddy của mình rồi. Nó không cứu mình mà nó bắt Teddy của mình. Mấy cay. Cái gì đây? Ồ, cái này là cái gì vậy? Oh. Cái này nó có thể giúp cho mình bay cao đúng không? Rồi, bấu lên đây. Cái con nhỏ đó là hổ dân hết ta. Giống hổ dân quá vậy. Ở đây nó có mấy cái bia nhắm, đồ cung tên, đồ các thứ nè. Chắc là lạc vô trong một cái chỗ mới của cái tụi hổ dân rồi. Rồi, mình sẽ dừng tập này ở đây. Mình nghĩ con game này sẽ không thể nào mà chơi hết trong một tập được. Cho nên là dừng ở đây đi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.